Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 483. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm 11 Pháp Thần Đạo Tràng, xem từ câu thứ 6. Quan Huy Kỷ Đạo Tràng Thần Đắc Tùy Căn Thuyết Pháp, Lệnh Sanh Chánh Niệm Giải Thoát Muôn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải vì chúng ta nói ra thế nào gọi là chánh niệm. Pháp môn mà Bồ Tát tu học là tùy căn thuyết pháp. Điều này không khó hiểu, cũng tức là ứng từ thuyết pháp. Căn tánh như thế nào? Nói cho họ pháp môn như thế này. Thuyết pháp quan trọng nhất là nên khiến họ trong hiện tiền, đời tới kiếp sau đều có thể được lợi ích chân thật. Đó là nguyên tắc khí cư và không khí cư của thuyết pháp. Cho nên không những phải xem trọng lợi ích hiển tiền mà nhất định phải nghĩ đến lợi ích tương lai, lợi ích đời đời kiếp kiếp, thì pháp này mới thù thắng. Nếu trong tình trạng thù thắng hy sinh lợi ích hiển tiền, có thể được lợi ích của đời tới kiếp sau, đó cũng là chánh pháp. Giả như chỉ lo đến trước mắt, không màng đời sau, thì đó không phải lợi ích đích thực. Đó thật sự được gọi là hư ảo chẳng thật. Do đó có thể biết sự khác biệt của Phật và ma ở ngay đây. Ma dạy người được lợi ích trước mắt, lợi ích đời sau thì không có. Không những đời sau không có lợi ích mà chắc chắn có hại. Đó là ma pháp. Phật pháp và ma pháp khác nhau ở chỗ này. Có lẽ có người sẽ hỏi, ma có thể khiến người được lợi ích trước mắt, Phật có năng lực ấy không? Nói với các vị là Phật đương nhiên có.
Phật dạy người được lợi ích trước mắt, danh văn, lợi dưỡng, sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Năng lực này Phật hơn hẳn ma, ma chắc chắn thua súc Phật. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Phật có năng lực dạy chúng ta ở trong một đời này làm Phật, làm Bồ Tát. Đó là việc khó, quá khó, quá khó đi. Cái khó đều có thể làm được. Công danh phú quý của thế gian, trong con mắt Phật thấy chỉ là chuyện giặt giảnh thôi, không đáng nói tới. Có lẽ nào không đạt được? Nếu bạn không tin, bạn đọc cho kỹ Liễu Phàm Tứ Quân thì bạn sẽ minh bạch. Thế sao xã hội hiện nay ma đạo hưng mà Phật đạo suy di? Đó lại là đạo lý gì? Đạo lý này ở duyên chứ không ở nhân. Nhân Phật quyết định thù thắng. Rất đáng tiếc là duyên không bằng ma. Cũng tức là nói, người thật sự theo Phật đạo tu hành ít, người hoằng dương Phật đạo ít, duyên ma trội hơn. Người học theo ma rất đông, người hoằng dương ma đạo rất đông. Chuyện là như thế. Biết bao người bị ma làm mê, mê mà chẳng giác, cho rằng ma đạo là chánh đạo, xem khinh Phật đạo, thậm chí là xem đại đạo của Phật như tà đạo. Đó là ma dương đang tác quái, che mờ thế nhân, dối gạt thế nhân. Chuyện là như thế. Xong, chúng ta nhất định phải biết chánh pháp là chân lý vĩnh hằng bất diệt. Ma đạo không phải chân lý, nó sẽ suy vong. Đó là điều khẳng định. Khi nào thì ma đạo tiêu vong? Cổ đại đức Trung Hoa thường nói: ác quán mãn doanh, thì ma đạo sẽ tiêu vong. La Mã làm rất nhiều. Đó cũng tức là ngày tận thế được nói trong tôn giáo nói chung. Đến ngày tận thế, ma đạo sẽ diệt vong. Còn Phật đạo thì tận thế qua rồi, Phật đạo sẽ hưng dưỡng lên. Tà chánh từ chỗ này chúng ta có thể quan sát được. Cho nên tùy căn thuyết pháp quan trọng,
ai có thể tùy căn thuyết pháp? Cần phải tự mình chân tu hành. Mình chẳng chân tu hành thì có năng lực gì tùy căn thuyết pháp? Mình không có tu dưỡng thật sự, không có công phu thật sự, nói lão thật là bạn không có năng lực quán cư. Chúng ta phải học khéo quán cư giống như Phật Bồ Tát. Vẫn là phải tự mình tu hành nghiêm chỉnh. Ngài Thanh Lương giải thích với chúng ta về chánh niệm nói rất hay. Đó là chúng ta ở trong điển tịch học Phật thông thường rất ít có thể thuyết minh rõ ràng với chúng ta như vậy. Vì vậy chúng ta đối với danh từ chánh niệm thường hàm hồ mông lung. Chánh niệm là gì? Trong bát chánh đạo có chánh niệm. Đại sư nói với chúng ta, nghi cảnh giới giả, dĩ duy tâm di chánh niệm. Cảnh giới hoài nghi, sự khác biệt của cảnh giới quá lớn. Thì trước mắt chúng ta mà nói, chúng ta là nhân loại sống trên địa cầu, căn cứ thống kê có gần 7 tỷ người. Người đông như thế sống trên địa cầu này, thân thể, dung mạo, thể chất của chúng ta khác nhau, môi trường sống khác nhau, giàu nghèo sang hèn khác nhau, những điều này đều thuộc về cảnh giới. Cho nên có một số người không hiểu chân tướng sự thật, oán trời trách người: ông trời thật bất công, tại sao để tôi sinh trong nhà nghèo hèn chứ? Tại sao để tôi sinh ở vùng bần cùng lạc hậu chứ? Tại sao có người đều hơn tôi mọi mặt? Đó là nhãn quan nhìn nông cạn. Người học đạo thì hiểu được thiên đạo cao hơn nhân đạo, tam đồ thấp hơn chúng ta. Trên người còn có người, ngoài trời còn có trời. Đó là đạo lý gì? Chỉ chơi ngày nay rất nhiều nhà khoa học
nhà triết học, nhà tôn giáo. Ngàn trăm năm nay, không ít người đều đang dò dẫm. Tham cứu mãi đến ngày nay cũng không có một kết luận. Kết luận dù rất nhiều nhưng cũng không thể làm người ta tâm phục khẩu phục. Nguyên nhân gì tạo nên? Phật Pháp nói hay lắm. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bạn phải làm rõ ràng, làm minh bạch hai câu nói này, bạn khẳng định đó là chân lý. Biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm, từ tâm tưởng sanh. Trước hết ta muốn thay đổi chính ta, ta muốn phá mê khai ngộ, ta muốn siêu phàm nhập thánh. Bạn hiểu được đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này không khó. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh, bạn niệm mấy câu này thật nhiều lần. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh, thì trời Tây Phương cũng là nhất thiết pháp. Không có gì vượt ra ngoài nhất thiết pháp. Thế giới Hoa Tạng cũng không vượt ra ngoài nhất thiết pháp. Từ tâm tưởng sanh, vậy ta tưởng Phật là được. Thật đấy, không hề giả chút nào. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát mới nói với chúng ta một câu: ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Vì cớ sau tất cả Phật từ tâm tưởng sanh, bạn không tưởng sao? Nếu bạn cứ cảm thấy tướng mạo của Phật Bồ Tát đoan nghiêm, ta cũng muốn tướng mạo của mình dễ coi, thì ngày ngày tưởng. Bạn tưởng Phật tướng, bạn tưởng Bồ Tát tướng, không cần nhiều. Bạn quả nhiên tưởng ngày ngày, niệm niệm đều đang tưởng. Bạn tưởng 3 năm là diện mạo của bạn thay đổi. Tướng tùy tâm chuyển. Học vấn thế gian rất nhiều gọi là tìm cành ngắt lá, rất gian khổ. Tìm đến căn bản này thì vấn đề gì cũng giải quyết hết. Vì vậy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đó là chánh niệm, tuyệt đối chẳng sai lầm. Nếu hoài nghi pháp tánh, đại sư nói hoài nghi pháp tánh dĩ vô đắc di chánh niệm. Kinh Kim Cang, Kinh Bát Nhã chính là ứng cơ thuyết pháp đối với chúng sanh loại căn tánh này. Họ có vấn đề với loại này,
có vấn đề với pháp tánh, có nghi hoặc về bản thể của vũ trụ vạn hữu. Phật nói chánh niệm là vô đắc. Kết luận cuối cùng trong Bát Nhã Tâm Kinh nói với chúng ta, vô trí diệt vô đắc. Trí là trí năng chứng, đắc là cảnh sở chứng, đều không có. Kim Kim Cang nói với chúng ta, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cho nên bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển với câu bất khả đắc, Đức Thế Tôn nói mấy ngàn lần. 600 quyển kinh Đại Bát Nhã xem hết từ đầu đến đuôi không dễ dàng. Sau khi xem xong, đương nhiên bạn xem phần trước không biết phần sau, xem phần sau phần trước đều quên sạch. Nhưng cái quan trọng mà bạn có được là bất khả đắc. Lặp lại mấy ngàn lần, ấn tượng quá sâu sắc. Tất cả pháp thế xuất thế gian bất khả đắc. Đó là chánh niệm trên quả địa Như Lai. Cho nên tâm họ thanh tịnh. Bất luận là pháp tại thế, pháp xuất thế, đích thực là chẳng nhiễm mảy trần. Tại sao? Bất khả đắc. Lại nói với các vị, phàm phu có không? Phàm phu nếu có khả đắc thì chư Phật Như Lai lấy phàm phu làm thầy rồi. Họ có bản lĩnh, họ có đắc. Phàm phu cũng là không gì nắm được. Họ đáng thương ở đâu? Không gì nắm được mà cho là có chỗ nắm được. Đó là những kẻ đáng thương. Cho nên một đời có quan niệm sai lầm ấy, không phải chánh niệm mà là tà niệm. Tà niệm gì? Lo được lo mất. Ý nghĩ ấy là tà niệm. Sai lầm. Bất khả đắc cho là có đắc. Liều mạng ngày ngày truy cầu, tà tri tà kiến. Chư Phật Bồ Tát cùng sống chung với phàm phu chúng ta, ngày nay Ngài cũng có thể làm mưu sinh sự nghiệp, cũng kiếm tiền, cũng được rất nhiều. Không khác gì với chúng ta. Nhưng trong cốt thì hoàn toàn khác nhau. Sao khác nhau? Ngày nay được lợi nhuận nhiều đi nữa, Ngài cũng không có gì nắm được. Được mà không được, không được mà được. Đó là khác với chúng ta. Ngài chắc chắn sẽ không bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Phàm phu được thì hoan hỷ,
không được thì ưu sầu. Tâm của họ bị chuyển bởi cảnh giới hư ảo bên ngoài. Cảnh giới ấy bên ngoài là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Họ bị chuyển bởi hư vọng. Bạn nói đáng thương lắm chứ. Cho nên quan niệm này gọi là tà niệm, tà tri tà kiến. Tri kiến của chư Phật Bồ Tát gọi là chánh tri, chánh kiến, chánh niệm, không bị chuyển bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh có không? Có. Nhưng nó không phải thật. Nó là ảo tướng, là giả tướng, bao gồm thân thể của chúng ta, bên trong đều là hư ảo không thật. Nếu bạn có thể nhìn những điều này cho rõ ràng và minh bạch, thì đó là chánh niệm. Kiến giải tư tưởng này là giống với chư Phật Bồ Tát. Chắc chắn không có lòng được mất. Nói với các vị rằng, nếu không có được mất, thì bạn được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiển tiền. Bạn nghĩ thử xem, được mất không có, thì có sanh tử không? Không có. Có sanh tử ấy cũng có được mất. Có đến đi không? Đều không có. Trong tông môn nói, tọa đoạn lưỡng đầu. Được là một đầu, mất là một đầu. Hai đầu đều đức. Đó mới là chánh trì, chánh kiến. Đó mới là chánh niệm. Hai đầu tức là ngày nay trong khoa học chúng ta đã nói là tương đối. Cho nên tương đối không phải là chánh trì, chánh kiến. Các nhà khoa học hiện nay đề ra thuyết tương đối rất xuất sắc. Thuyết tương đối trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là biên kiến, lưỡng biên, không phải chánh niệm. Chân tướng của sự thật tuyệt đối, không có lưỡng biên. Cảnh giới này sâu lắm. Đó là điều trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói. Bất kỳ pháp nào trong thế xuất thế gian đều là viên mãn, đều là viên dung hết. Cho nên Phật ở trong bộ kinh này nói: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một với tất cả. Quả thật là mảy may đều không thể tách rời. Chẳng những tánh là viên dung, mà tướng cũng là viên dung. Điều này khó hiểu. Rốt cuộc khó ở chỗ nào? Khó ở vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khó ở đây, nếu đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, thì sự tình này hiển tiền đều ở trước mắt. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm toàn ở trước mắt. Tại sao? Vì mười pháp giới là chướng ngại do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện mà nảy sinh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống rồi, chướng ngại này không có gì hết.
Cũng tức là khoa học gia đã nói các chiều không gian đều đột phá toàn bộ, không có nữa. Pháp giới nguyên bản là nhất chân. Khi ngộ là nhất chân, khi mê vẫn là nhất chân. Nhất chân ấy, nếu chúng ta mê, nó cũng mê, thì đó gọi là nhất chân. Ấy không gọi là nhất chân. Mê chỉ có bạn mê mà thôi. Chân tướng sự thật sẽ không mê theo cơn mê tình của bạn đâu. Cho nên nó là chân thật. Do đó có thể biết mê ngộ ở ngay trong một ý niệm của chúng ta, không phải tâm. Tâm đâu có mê ngộ chứ. Tâm không có mê ngộ. Mê ngộ là tâm khởi tác dụng. Tác dụng của khởi giác, tác dụng của khởi mê. Trong Phật Pháp gọi là thức. Khởi tác dụng là thức. Thức có mê ngộ, tâm không có mê ngộ. Cho nên duy tâm sở hiện, hiện nay không có mê ngộ. Duy thức sở biến, trong biến có mê ngộ. Thì như con mắt chúng ta, khi mắt tốt, chúng ta nhìn thấy cảnh giới bên ngoài rõ ràng minh bạch. Còn mắt sanh bệnh là bệnh hại mắt, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài đều lờ mờ. Tuyệt đối không phải cảnh giới bên ngoài lờ mờ thật, mà căn bệnh xuất phát ra từ trong mắt. Cảnh giới bên ngoài không hề mảy may thay đổi. Ngày nào bệnh mắt của bạn chữa lành, khôi phục rồi, bên ngoài lại rõ ràng. Không phải cảnh giới bên ngoài biến theo bạn, mà là chính bản thân bạn có vấn đề. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm giống như bệnh hại mắt của chúng ta, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài lờ mờ. Ngày nào vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, bệnh mắt khỏi rồi sẽ nhìn thấy cảnh giới bên ngoài vốn là nhất chân. Chuyện là như thế đấy. Mê ngộ ở thức tâm, chứ không phải chân tâm. Chân tâm năng hiện, thức tâm năng biến. Thức tâm năng biến vẫn là tướng phần của chính thức tâm, chứ không phải tướng phần bên ngoài. Tướng phần bên ngoài là tướng phần của A-lại gia thức, là tướng phần của ý thức thứ sáu, tướng phần của thức thứ bảy, tướng phần của năm thức đầu. Nó sẽ biến. Tướng phần của A-lại gia thức diễn diễn không biến. Cho nên nhất thiết pháp bất khả đắc. Người có chánh niệm này thì ý nghĩ được mất không có. Cảnh giới này cao lắm, còn cao hơn so với chánh niệm phần trước. Chánh niệm phần trước phàm phu có thể đạt được, chánh niệm này thánh nhân đạt được, chứ phàm phu không đạt được. Tại sao? Khi chánh niệm này hiện tiền, những chướng ngại mà chúng ta nói hoàn toàn không có. Tự tư tự lợi không có, danh gian lợi dưỡng không có, tham sân si mạng không có, hưởng thụ ngũ dục lục trần cũng không có. Cảnh giới này là chánh niệm của chánh đẳng chánh giác. Cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, điều ấy cao lắm. Thanh Lương Đại Sư phần sau còn nói một câu: Thật tác vô chánh vô tà,
phương xưng diệt chánh. Vô niệm bất niệm thì chân niệm, chư niệm bất sanh, chánh niệm phương sanh. Cảnh giới này lại nâng lên một bậc, đó là duyên giáo, chánh niệm của Phổ Hiền Bồ Tát. Tà chánh là hai pháp đối lập. Được mất cũng là hai pháp. Hữu niệm vô niệm cũng là hai pháp. Chứ không phải chánh niệm đích thực. Chánh niệm đích thực trong kinh thường nói vô niệm tức là chánh niệm. Vô niệm này chúng ta nhất định phải làm rõ ràng, không phải ý niệm nào cũng không có. Ý niệm nào cũng không có thì vô tưởng định chẳng phải biến thành chánh niệm sao? Vô tưởng định ở vô tưởng thiền, trong tứ thiền. Trong kinh Phật có nói vô niệm, vô niệm, vô vô niệm. Cũng tức là nói không hữu niệm nhưng cũng không vô niệm. Hữu niệm với vô niệm đều không có. Đó gọi là chánh niệm. Lời này không dễ hiểu. Không có niệm tức là vô niệm. Không có vô niệm tức là hữu niệm. Rốt cuộc là hữu niệm hay là vô niệm? Đó là Pháp Đại Thừa thường nói niệm nhi vô niệm, vô niệm nhi niệm. Đó là chánh niệm rốt ráo. Hữu niệm với vô niệm là một chẳng phải hai. Không thể tách rời. Vô niệm là tánh, tánh vô niệm. Hữu niệm là tướng. Tướng hữu tánh vô. Song tánh với tướng là một chẳng phải hai. Điều này khó hiểu. Khó hiểu đấy. Bạn có thể nêu ví dụ nói một lần với tôi không? Có thể. Thích Ca Mâu Ni Phật là ví dụ. Thích Ca Mâu Ni Phật là chánh niệm. Hữu niệm với vô niệm đều rời khỏi. Vì vậy bất cứ người nào, bất cứ vấn đề nào, nghi nan tạp chứng trong thế suốt thế gian, bạn nêu ra để thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật không cần dò tìm, không hề nghĩ ngợi trả lời cho bạn. Không hề. Nếu nghĩ ngợi là Ngài có niệm. Vấn đề của bạn đưa ra tùy lúc đang trả lời cho bạn. Nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Nghi hoặc của bạn được giải trừ. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật vì bạn nói, là có niệm. Là có nói. Nói có niệm này là từ đâu sanh? Từ vô niệm sanh. Vô niệm sanh ra hữu niệm và hữu thuyết. Ấy vẫn là không nói vô niệm.
Ngài làm được. Chúng ta nếu gặp người đến hỏi chúng ta một vấn đề, chúng ta nghĩ nửa ngày, nghiên cứu nửa ngày giải đáp với họ, kết quả cuối cùng đều phạm sai lầm. Vì sao phạm sai lầm? Vì bạn có niệm. Có niệm đều sai, cho nên bạn không thể giải quyết vấn đề. Cho dù có thể giải quyết vấn đề, nhưng đằng sau còn có quả căn chặn dứt. Bạn giải quyết không triệt để, bạn giải quyết không sạch sẽ, di chứng về sau rất nhiều. Phật Bồ Tát giải quyết với bạn là triệt để, tuyệt đối không có hậu hoạn. Vì sao? Vì người ta nói năng là khởi tự chánh niệm. Dạy học sanh từ chánh niệm. Chánh niệm làm sao sanh? Là vì bạn hỏi Ngài mới sanh. Bạn không hỏi Ngài chẳng sanh. Ngài không có niệm. Khi bạn hỏi thì khi đang trả lời để giải quyết vấn đề cho bạn vẫn là chẳng sanh. Đó là viên mạng nhất, rốt ráo nhất. Đó là chánh niệm chân chánh hiện tiền. Chúng ta học Phật phải học công phu bậc nhất này. Cách cầu công phu này ra sao? Phương pháp rất nhiều. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, phương pháp nhiều. Bất cứ phương pháp nào cũng có thể học thành. Vấn đề là bạn có biết học hay không. Sao mới biết học? Nhất môn thâm nhập, khắc ghi chẳng bỏ, trường thời quân tu. Khi định công phu thành thục thì quát nhiên đại ngộ, bèn nhập cảnh giới này. Có người dùng phương pháp tham thiền, có người dùng phương pháp trì chú, có người dùng phương pháp đọc kinh, chúng ta thấy rất nhiều rồi. Có người dùng phương pháp giảng kinh, vị Hoa Anh Thùy Ký đạo tràng thần chúng ta đọc hôm nay, ngài dùng phương pháp giảng kinh, phương pháp thuyết pháp cho người, phương pháp nào cũng được. Phương pháp rất nhiều. Phương pháp nhiều, nhưng phải nhớ, nhất định phải thích hợp căn tánh của mình. Tùy căn thuyết pháp. Chúng ta hiện giờ ngay cả thứ bậc thuyết pháp chúng ta đều không đạt được. Chúng ta đang học pháp. Học pháp tùy căn tu học. Căn tánh của chúng ta như thế nào nhất định phải rõ ràng. Có người ta đến 50 tuổi thường có một đống vấn đề để hỏi. Vấn đề trong pháp tướng duy thức, vấn đề của Bát Nhã Tánh Tông. Họ rất dụng công, đọc không ít thứ, nghi vấn một đống lớn. Tôi nhìn thấy họ vừa qua 50 tuổi,
thì tôi nói họ lão thật niệm Phật được rồi, không cần làm những điều này. Vì sao? Bạn không phải căn tánh này. Pháp môn nào cũng có thể nhập, bạn cần chi làm phiền phức vậy? Mình không qua nổi với mình, lãng phí tinh lực, lãng phí thời gian. Bạn đi sai đường rồi. Lão thật niệm Phật quản dụng. Tại sao? Pháp môn này tam căn phổ bị lợi độn toàn thu, chính là nói bất kể căn tánh như thế nào đều được lợi ích. Trực thông, không lòng vòng. Bạn buông xuống hết thảy, lão thật niệm Phật. Trong câu Phật hiệu này bạn được công phu thành phiến. Nếu bạn có nghi vấn, bạn đến hỏi, kỳ thực trong kinh điển Tịnh Độ đều có đáp án. Nhưng kinh điển ấy e rằng bạn xem không hiểu. Tại sao bạn xem không hiểu? Tâm ý thô tháo. Khi xem không hiểu, chẳng bằng đừng nghiên cứu nó, chính là đọc một mạch. Cổ đại đức nói hay lắm, đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Chuyện là như vậy. Quả nhiên đọc ngàn lần, mấy ngàn lần, tâm định rồi. Cũng tức là nói, dứt niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn đi. Mặc dù không phải dứt niệm thật sự, nhưng tạm thời không khởi tác dụng. Vậy rất tốt. Tạm thời không khởi tác dụng, họ cũng sanh trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền, ý của kinh bỗng nhiên hiểu ra. Bạn cũng không cần hoan hỷ, cứ tiếp tục làm như không có chuyện gì. Sau đó dở kinh quyển ra xem nghĩa lý trong kinh. Càng xem càng sâu, càng xem càng rộng. Tự nhiên bạn sanh hoan hỷ tâm. Trong tông môn giảng thiền duyệt di thực, câu nói này thì bạn sẽ hiểu được. Hỷ duyệt này là từ trong tự tánh lưu lộ ra bên ngoài. Điều này đối với thân thể chúng ta mà nói, thật sự là cam lộ. Cam lộ không phải từ trên trời đến. Cam lộ trên trời đến là giả chứ không phải là thật. Cam lộ từ trong tâm chảy ra như nước suối. Tâm tánh là nguồn suối, nguồn cội, từ trong đó chảy ra. Loại dinh dưỡng này đâu cần ăn uống. Ăn uống có thể không cần, ngủ nghỉ có thể không cần, tài sắc danh thực thụy đều là dư thừa. Nếu lúc đức năng vốn đủ, trong tâm tánh đức năng thấu ra ngoài, bạn mới được sự hưởng thụ chân chánh. Tất cả chúng sanh vốn dĩ có đủ, vốn dĩ có đủ mà không biết hưởng dụng, điều đó đáng tiếc. Phật giúp đỡ chúng ta, Phật chẳng cậy công đức. Phật có độ chúng sanh đâu? Bản lĩnh này là chính mình. Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng tướng hảo,
đều là chính mình vốn đủ. Cho nên câu nói cuối cùng của Phật là Phật chẳng độ chúng sanh, Phật đều chẳng hề giúp đỡ chúng sanh một mảy may nào. Điều bạn có được toàn là tự tánh của chính bạn vốn dĩ trọn đủ. Chỉ là hiện giờ bạn mê hoặc, bạn không biết chính nhà mình có trân bảo. Chúng ta làm sao khai quật được trân bảo này? Hiện tại là Phật Bồ Tát chỉ ra cho chúng ta, chỉ ra rằng đầu tiên chúng ta phải tin chính chúng ta có. Ta phải khai quật thế nào? Ta cần phải mượn nhờ kinh nghiệm của Phật Bồ Tát. Các ngài là người đã qua, mượn nhờ kinh nghiệm của ngài, mượn lại phương pháp của ngài. Cho nên Phật Bồ Tát đối với người tu hành trong bốn loại duyên là tăng thượng duyên mà thôi. Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên đều là chính mình. Chính chúng ta quả nhiên có đủ ba duyên này. Chúng ta cũng minh bạch, trong tâm tánh của ta quả thật không có gì khác với Phật, không có gì khác với thiện tri thức. Sở duyên duyên không có, sở duyên duyên là tâm ưa thích. Sở duyên duyên làm thiên lệch, ưa thích danh gian lợi dưỡng thế gian, ưa thích ngũ dục lục trần thế gian, thì phải làm sao? Sở duyên duyên của bạn sai rồi. Bạn không ưa thích trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh của bạn, bạn không có sở duyên duyên này. Hoặc giả cũng có, cũng có thế nào? Thường hay dở dang. Bạn không có vô gián duyên. Một ngày hăng hái, 10 ngày làm nhà, sự thích của bạn vẫn là đa phương diện. Gì cũng thích hết, gì cũng muốn học hết, thế là hư luôn. Tương lai không thành tựu việc gì cả. Bạn không thể chuyên tinh, minh tâm kiến tánh không có gì khác là chuyên tinh. Học những tài nghệ này, chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta kiến tánh về sau mới học, chưa kiến tánh thì không học. Kinh Hoa Nghiêm là sách giáo khoa tốt nhất. Hiện tại đồng tử có học đa tài đa nghệ không? Học. Bạn xem 53 lần tham học, 53 lần tham học ngày quán học đa văn. Nhìn thấy người học pháp môn này tôi cũng đến học với ông xem, người kia học pháp môn kia tôi cũng đến học với ông xem, vì ngài cũng học hết, và lại học hết sức nhanh. Sau khi kiến tánh, năng lực trí tuệ của ngài hiển tiện, hệ tiếp xúc là hiểu. Biết học đâu có gian khổ đến thế, biết học đâu có khó khăn thế. Cho nên Phật dạy chúng sanh, mục tiêu đầu tiên là kiến tánh. Cho nên mục tiêu giáo hạ truy cầu là đại khai viên giải. Thiền tông là minh tâm kiến tánh, Tịnh độ là nhất tâm bất loạn. Danh từ khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, cảnh giới hoàn toàn giống nhau, không có gì khác. Minh bạch đạo lý này, sở duyên duyên tôi vừa mới nói, chúng ta phải đặt chắc là ta nhất tâm cầu điều gì.
thì bạn sẽ đạt được trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Ta nhất tâm tưởng cầu chính là cầu kiến tánh, cầu trong tự tánh trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Đó là tánh đức. Ba thứ này đều bao gồm hết cả. Một thứ trong ba thứ có được là toàn bộ đều có được. Không thể nói trí tuệ có được mà năng lực không có, tướng hảo không có, không thể nào. Có được một cái là có được hết thảy. Vì sao? Đều được hiện bởi tánh đức, duy tâm sở hiện. Khi đạt được thì bạn mới bật cười. Có được hoàn toàn chẳng phí công phu, vốn là ngay trước mắt. Bạn thật sự khế nhập cảnh giới này, sau khi đạt được, sau khi minh tâm kiến tánh, thử hỏi xem tướng mạo người này có phải trở nên 32 tướng 80 vẻ đẹp không? Huệ Năng đại sư đó quả thật là minh tâm kiến tánh, không giả chút nào. Có trở nên 32 tướng 80 vẻ đẹp không? Không có. Vẫn là bộ dạng quy mùa mộc mạc, tướng mạo thể chất không hề thay đổi. Đúng, phàm phu chúng ta thấy không thay đổi. Người kiến tánh thấy Ngài thay đổi, chúng ta tâm ý thô tháo không nhìn ra. Phân tích tỉ mỉ, tướng của Ngài thay đổi rồi. Tại sao Ngài không có sự thay đổi mức độ lớn? Thay đổi mức độ lớn thì biến thành yêu quái rồi, không thể độ chúng sanh. Chúng sanh chịu không nổi. Cho nên nhập cảnh giới ấy, tướng của Ngài là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, không phải tùy thuận chính mình. Ngài ở trong hoàn cảnh nào sẽ tự nhiên trở nên thị? Chắc chắn không có ý nghĩ ta phải hiện tướng nào, không có. Hoàn toàn tùy thuận tự nhiên, tùy thuận tâm lượng của chúng sanh. Mình tuyệt đối không khởi tâm động niệm. Nếu khởi tâm động niệm thì chánh niệm của Ngài chẳng phải mất đi sao? Ngài bèn trở thành phàm phu rồi. Thần tướng mà Ngài hiện, hình tướng hiện ra, chắc chắn là có lợi cho chúng sanh, là hiển hiện tự nhiên, không có một mảy may ý kiến nào ở trong. Tướng của phàm phu chúng ta là vì có ý kiến của mình ở trong, cho nên tướng này không dễ coi. Không có ý gì ở trong thì tướng đều là Phật tướng, đều là Bồ Tát tướng. Xin xem Trường Hàng Thần Đảo Tràng, xem từ câu thứ 7. Vũ Bảo Tra Nghiêm Đảo Tràng Thần Đắc Năng Dĩ Biển Tại Phổ Vũ Vô Biên Quan Hỷ Pháp Giải Thoát Môn. Thần Đảo Tràng chính là thần hộ pháp. Chúng ta xem từ đoạn kinh văn này mới biết ý nghĩa của hộ pháp.
rộng lớn vô biên. Trước hết là hộ pháp của mình, tiếp theo mới là hộ pháp của chư Phật Như Lai, hộ pháp của tất cả chúng sanh. Nơi hộ pháp là khắp mọi thời, khắp mọi nơi. Do đó có thể biết, hồi đó Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở thế gian chúng ta, có tính là thần đạo tràng không? Tính chứ. Ngài là thủ lĩnh của thần đạo tràng, tấm gương tốt nhất của thần đạo tràng. Đích thực chỉ có thiện hộ chánh pháp của mình mới có thể hộ pháp chư Phật, mới có thể hộ chánh pháp của chúng sanh. Hộ trì chánh pháp cần có ba đạo: tâm đạo, thân đạo, khẩu đạo. Tam luân hộ trì. Cho nên chúng ta ở trong kinh văn nhìn thấy thần đạo tràng thuyết pháp, Ngài có thể y giáo phụng hành, làm gương cho người khác. Nghĩa thú viên mãn hộ trì đạo tràng. Chúng ta từ đây mới thể hội được, đó là điều chúng ta phải nên noi gương. Vị thứ bảy là Vũ Bảo Trang Nghiêm Đạo Tràng Thần. Danh hiệu là biểu pháp. Bảo là gì? Pháp là bảo. Trong mọi sự bố thí, bố thí pháp là nhất. Ở trong Phật môn Trung Hoa có thể nói là Kim Kim Cang Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mọi người niệm nhiều nhất, niệm thuộc nhất. Hai bộ kinh này Phật đều dành không ít văn tự vì chúng ta thuyết minh bố thí tài sánh với bố thí pháp. Phật nói bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới đều không sánh bằng, vì người nói bốn câu kệ. Thế là chúng ta nhìn thấy danh hiệu Bồ Tát Vũ Bảo Trang Nghiêm Đạo Tràng đương nhiên là pháp bảo, cũng tức là vì mọi người tuyên thuyết chánh pháp. Giảng kinh nơi giảng tòa là tuyên dương chánh pháp. Nếu chúng ta ở đạo tràng đảm nhiệm chức nghĩa công tiếp đãi, để chăm sóc đại chúng nghe kinh, ngôn ngữ của chúng ta đối với họ
cũng là quyết pháp. Hình tượng được chúng ta biểu hiện vẫn là quyết pháp. Lấy thân làm phép, thân giáo. Ý nguyện trong lòng niệm niệm giúp đỡ chúng sanh. Niệm niệm mong muốn là thành thuộc chúng sanh. Đó là ý tại thuyết pháp. Thân ngữ ý mới gọi là viên mãn. Thiếu một điều cũng không viên mãn. Đương nhiên trong ba nghiệp này quan trọng nhất là ý niệm, có chân niệm, có chánh niệm. Niệm niệm mong muốn thành tựu tất cả chúng sanh. Trong đại chúng căn tánh chẳng bằng nhau. Người căn tánh thành thục, tín nguyện kiên định, mong muốn trong một đời này đạt được thành tựu viên mãn. Chúng ta phải nên giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ hoàn mãn tâm nguyện của mình. Trong đồng học có một số nghe nói tôi lập một tịnh tông học viện ở Úc Châu. Rất nhiều người đều muốn đi Úc Châu. Đó là chuyện tốt. Học viện của tôi còn chưa khai học đã có đông người muốn đi vậy. Song chúng ta cần phải biết thế xuất thế gian, sự tóm lại gặp duyên khác nhau. Lời ấy là Thiện Đạo Đại Sư thời nhà Đường. Giảng dụng ý của lời ấy rất sâu, rất có đạo lý. Đặc biệt là đồng tu Trung Hoa, bất luận bạn là thân phận tại gia hay xuất gia, bạn muốn tham gia học viện này. Bây giờ học viện đang là thời gian chuẩn bị khai học chính thức, có thể là sang tháng 6, tháng 7 sang năm. Vì công trình của chúng tôi là chỉnh tu nhà cửa, có ba căn nhà cũ cần phải dỡ ra xây lại. Dự tính công trình phải tháng 4, tháng 5 sang năm mới có thể hoàn thành. Cho nên khai học nhanh nhất của chúng ta nên là vào tháng 6, tháng 7, có thể sẽ kéo dài đến tháng 8. Bây giờ đang tích cực làm công tác chuẩn bị. Địa phương ở nước ngoài, chúng tôi phải chịu hạn chế của pháp luật quốc gia này. Học Phật, chúng tôi thường niên trong nhiều buổi giảng
khích lệ đồng học. Phật dạy chúng ta nghiêm trì giới luật. Vì vậy, chúng ta không thể không thủ pháp. Hai chữ trì giới, nếu nói theo lời hiện nay, chính là thủ pháp. Chúng ta tuân thủ giáo pháp của Phật Đà, tuân thủ pháp luật của quốc gia. Cho nên đến quốc gia khác, mọi thứ đều phải tuân thủ pháp lệnh quy chương của bản địa. Cho nên cầu học phải cầm thị thực của Úc Châu, bạn mới có thể vào Úc Châu. Vào rồi họ cho bạn bao nhiêu thời gian, bạn cần phải tuân thủ. Họ cho chúng ta ở một năm, thì hết hạn một năm chúng ta nhất định phải rời đi. Họ cho chúng ta nửa năm thì nửa năm phải rời đi. Thông thường nếu dùng tư cách tham quan du lịch để đi thì chắc cho bạn khoảng 3 tháng. Tương lai trường học chúng ta khai học chính thức, chúng tôi sẽ xin thị thực cho học sinh. Xem học trình của chúng ta là bao nhiêu năm. Nếu học trình chúng ta đạt 3 năm thì có thể cầm thị thực 3 năm. Đương nhiên, từ các học sinh thì chính phủ của họ phải quản. Chính phủ sẽ không nói là hoàn toàn không quản. Những chế độ được đặt cho chúng ta nhất định phải được chính phủ Úc Châu phê chuẩn mới có thể cầm thị thực. Cho nên học viện này nếu lập tại Trung Hoa thì đương nhiên đồng học người Hoa không có những vấn đề này, thuận tiện rồi. Bây giờ ở nước ngoài, chúng tôi mở lớp bồi huấn ở Singapore, thị thực học sinh là nửa năm. Nửa năm sau tốt nghiệp, đó là ngắn hạn, bạn nhất định phải về nước. Nếu thành tích của bạn rất tốt, chúng tôi có thể mời bạn đảm nhiệm làm trợ giáo của đợt sau. Kỳ hạn này chúng tôi mời bạn có thể mời trở lại, mời bạn đến với tư cách là trợ giáo. Kỳ hạn sẽ dài hơn một chút, cho nên cần phải tuân thủ chế độ. Giả lại nhất định là có sẵn điều kiện được học viện yêu cầu. Không phải nói tôi đồng ý là có thể. Tôi đồng ý không có tác dụng gì. Tại sao? Viện trưởng của Học viện Úc Châu không phải là tôi. Viện trưởng là Pháp sư Ngộ Hành. Phó viện trưởng có 2 vị. Một vị là Pháp sư Ngộ Thông, ngài là người Việt Nam. Một vị là Ngộ Lâm, là người Mỹ. Sau khi tôi xây dựng học viện này thì giao cho họ. Cả đời tôi không quản lý ai hết, không quản việc gì hết, không quản tiền luôn. Đến tuổi này rồi tôi lại phải quản mấy thứ ấy là sai hoàn toàn rồi. Cho nên các vị đồng tu tìm tôi, những chuyện này là tìm sai rồi.
Nếu đến Úc Châu, bạn phải tìm viện trưởng Ngộ Hành. Nếu đến Singapore, bạn phải tìm hội trưởng Lý Mộc Nguyên. Lời họ nói mới được tính, chứ tôi nói có kể gì. Tôi cũng không muốn can thiệp hành chánh của họ. Tôi can thiệp hành chánh của họ thì họ làm gì khó khăn. Cứ nể mặt người này, tôi tiến cử, mà nếu họ không chấp nhận thì giống như không nể mặt tôi vậy. Còn nếu chấp nhận thì sự thật họ có khó khăn, tôi có thể thứ cho họ, họ cũng có thể thứ cho tôi. Cho nên tôi tuyên bố với các đồng học ở đây, các vị muốn đến Singapore tham gia lớp bồi huấn, hoặc giả muốn đến Úc Châu tham gia tỉnh tông học hội để học tập, thì không thể tìm tôi. Bây giờ tôi hoàn toàn thoái cư rồi. Thoái cư này, thoái cư trong Phật môn, tức là chúng tôi về hưu trong pháp thế gian rồi. Mặc dù về hưu, nhưng thân thể vẫn được. Cho nên sử dụng thời gian này, tôi ở trong phòng quay giảng kinh Hoa Nghiêm một lần cho thật tốt, cúng dường mọi người. Hy vọng mọi người học tập ở trên Internet, hoặc giả tương lai đạo tràng sẽ chế tác đĩa VCD, DVD, chế tác những đĩa này ra. Các vị đồng học tùy lúc có thể cầm được. Học tập thật tốt ngay trong nhà mình. Tôi đặt những nguyên tắc tu học này với Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Mỗi vị đồng tu, chính bạn ở trong nhà có thể học. Nếu không có cơ duyên đến Úc Châu thì vẫn học thành như nhau. Mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng, niệm Phật 8 tiếng. Cần làm thật, tận hư không biến pháp giới, đâu đâu cũng là đảo tràng. Có nơi nào không phải là Tịnh Tông Học Viện, nơi nơi đều phải. Cho nên chẳng cần chấp trước. Có vài người lạ chỗ nên sống chung thật không dễ dàng. Chúng ta nhất định phải hiểu được sự thật. Người học Phật trong thời đại này, không học Phật thì không nói. Tập khí phiền não của người học Phật rất sâu nặng. Trong một đạo tràng, ý kiến bất hòa, là không chịu nhường nhau. Chuyện này quá nhiều, quá nhiều. Thật sự phải thành tựu. Một cá nhân tu hành tốt, sẽ không có chướng ngại. Chướng ngại về nhân sự không có, ngược lại dễ thành tựu. Chờ sau khi bạn học thành công, bạn lại tham gia những đoàn thể tu học này thì dễ dàng hơn nhiều. Vì sao? Chính bạn có mấy năm tu hành nghiêm chỉnh, tập khí thói xấu đào thải đi, bạn hiểu cách nhường người, bạn sẽ không tranh với người khác. Bạn có năng lực hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn đến bất kỳ đạo tràng nào đều sẽ được đại chúng hoan nghênh. Chẳng những bạn học rất mau, mà bạn còn có năng lực hướng dẫn đại chúng. Tôi đã từng nói với các vị đồng tu,
Hồi tôi còn chưa xuất gia, tôi hết sức chăm chỉ nỗ lực học tập. Tôi học 7 năm. Tôi xuất gia rồi thì dạy Phật học viện. Khi ấy Pháp sư Bạch Thánh ở chùa Thập Phổ Đài Bắc mở học viện Tam Tạng, bèn mời tôi dạy học. Tôi chưa hề làm học sinh của Phật học viện. Tôi làm lão sư của Phật học viện không ít năm, cho nên các vị có thể học thật tốt ở nhà, nhất môn thâm nhập. Những điều này học tốt như nhau, tương lai bạn sẽ dạy ở Phật học viện. Đó đều là thuộc về thần đạo tràng hộ trì chánh pháp. Tôi từ năm trước cả đời làm công tác hoằng pháp. Bây giờ sau khi thoái cư, tôi làm công tác hộ pháp. Đối với các hoạt động trong Phật môn, tôi không tham gia. Lên giảng đài giảng kinh, tôi thoái cư rút lui. Từ trên giảng đài rút lui về, từ khóa dạy Phật học viện rút lui về, tôi cũng không dạy nữa. Nhưng tôi giúp đỡ mọi người. Hiện giờ Úc Châu có đạo tràng, Kuching ở Malaysia có đạo tràng, đạo tràng của Singapore tôi vẫn chiếu cố đến. Họ cũng rất hoan hỷ. Thiết bị trong phòng quay bây giờ, Úc Châu và Singapore đều đang tích cực kiến thiết. Chắc là tương lai thiết bị đều sẽ không kém cạnh bên này đâu. Nhưng nhân viên kỹ thuật ở đây kinh nghiệm khá phong phú. Về sau công tác của tôi ở trong phòng quay cũng sẽ ở mấy chỗ như vậy, hết sức đơn thuần. Hy vọng các vị đồng tu sẽ hiểu cho. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, nhất định phải nhận thức Phật pháp là bảo. Bảo thì mình được thọ dụng, nhất định phải giới thiệu cho người khác. Pháp phải hoằng pháp mới có thể rạng rỡ. Mình có được, mình thọ dụng mà không chịu dạy người khác, đó là tiết pháp. Quả báo của tiết pháp là ngu si. Quả báo của tiết tài là nghèo khổ. Lời Phật giảng là chân lý, lời Phật giảng là chân tướng sự thật. Chỉ cần bạn nhiệt tâm, hết sức nhiệt tâm, ta biết một chút chút thì hận không thể nói phổ biến cho người trong thiên hạ. Bạn có sự nhiệt tình này thì bạn được oai thần Tam Bảo gia trị, phiền não của bạn nhẹ đi, còn trí tuệ lớn lên. Đó là đạo lý nhất định, chắc chắn không tiết pháp, chắc chắn không tiết tài. Tài của ta ít,
Chỉ cần ta tận tâm tận lực làm, công đức là viên mãn. Bây giờ chúng tôi làm đĩa lưu thông bên này, tôi nghe nói vốn của một đĩa hình như Hồng Kông chỉ cần 2-3 đồng. Ta cúng dường bố thí 2-3 đồng làm một đĩa. Công đức này là viên mãn. Chẳng cần khởi vọng tưởng rằng bây giờ tiền tôi ít quá, góp ra không dễ coi, rất khó coi. Thôi từ từ đã, đợi khi tương lai có 100 ngàn, 1 triệu, tôi lại quyên góp cho dễ coi chút. Sai rồi. Có thể đến khi ấy cơ hội mất rồi. Muốn làm việc tốt mà không có cơ hội. Cho nên nắm bắt cơ hội. Niệm niệm đều là công đức viên mãn. Mình bố thí cúng dường tuyệt không có một ý nghĩ mong cầu đền đáp. Công đức của bạn lớn xứng tánh. Mong cầu đền đáp vẫn là có được, nhưng nhỏ. Giống như làm ăn vậy, lợi nhuận là có khả năng tính toán được. Người thế gian làm ăn mua bán, 1 năm tính đếm có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể tính ra. Tại sao? Họ rơi vào trong tâm ý thức. Nếu quên đi chuyện này soạt ráo, thì lợi nhuận của họ có được là vô lượng vô biên, không tưởng tượng nổi. Phật nói lời thật, nhưng họ chẳng tin. Ma nói lời giả với người, ma ngày ngày tính với họ, bạn khả dĩ có thể lời bao nhiêu, người ta hoan hỷ tin theo. Phật nói, người ta không tin. Cho nên có người ngu si đem lợi nhuận lớn và cơ hội chỗ hay lớn làm lỡ mất, ngày ngày giao đạo với yêu ma quỷ quái, được một chút lợi nhỏ tí ti mà còn có hậu hoạn, đằng sau còn có tai nạn, còn có tác dụng phụ. Người này ngu si, đó chính là không có phước báo. Pháp môn mà Ngài đắc là dĩ biện tài phổ vũ vô biên hoan hỷ pháp. Điều này hay, Ngài rõ ràng minh bạch. Giúp đỡ chúng sanh, chúng sanh cần thiết điều gì, cần thiết nhất là rời khỏi phiền não. Bạn có thể bố thí cho họ hoan hỷ thì phiền não của họ tiêu đi. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Phật Pháp Đại Thừa tại Trung Hoa, các đời Tổ sư Đại Đức Trung Hoa trong tu học Phật Pháp đều có thể đáng gọi là có học, có tu, có chứng. Quả thật mỗi vị đều là thần đạo tràng, thần hộ pháp tiêu chuẩn, hộ trì pháp thân tuệ mạng của tất cả chúng sanh. Đầu tiên dạy bạn hoan hỷ pháp. Bạn nhìn xem những đạo tràng, chùa chiền am đường ở Trung Hoa, bất kể là lớn hay nhỏ,
Vì hình thức bên ngoài nhất định là có Thiên Dương Điện, một ngôi miếu nhỏ đi nữa, bạn vào cửa, thực tại nó rất nhỏ, ngay cổng vào cũng sắp một cái bàn, cũng cung Bồ Tát Di Lặc, cũng cung Tứ Đại Thiên Dương. Thiên Dương Điện cỡ nhỏ, chùa lớn thì chỉ có mỗi một tòa kiến trúc. Vào cửa thì vật kiến trúc đầu tiên chính là Thiên Dương Điện. Chính giữa Thiên Dương Điện là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát bố thí gì? Chính là Phổ Vũ Vô Biên Hoan Hỷ Pháp ở đây. Bạn nhìn xem Di Lặc Bồ Tát bố thí như thế nào khiến chúng ta hoan hỷ. Người Trung Hoa tạo tượng Bồ Tát Di Lặc là tạo Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện vào thời đại Nam Tống ở Trung Hoa. Người Trung Hoa đều biết Triều Tống có anh hùng dân tộc là Nhạc Phi. Ngài đồng thời đại với Nhạc Phi. Nơi Ngài xuất hiện là Phụng Hóa ở Chiết Giang. Trước đây tôi ở Đài Loan, có người nói với tôi, hai cha con của ông Tưởng Giới Thạch đều làm tổng thống, trong nhà có hai tổng thống. Nguyên nhân gì? Trong nhà họ có gia phả mang đến Đài Loan. Có người đọc gia phả của họ, thời nhà Tống Hòa Thượng Bố Đại ở Phụng Hóa, tổ tiên của họ từng nên thỉnh Hòa Thượng Bố Đại ở nhà họ 2 tháng, cúng dường 2 tháng. Công đức này rất lớn. Đời sau đẻ ra 2 ngài tổng thống. Lời ấy có tin được không? Chúng ta không cần màng đến nó, biết là chuyện này có thật. Bố Đại Hòa Thượng rốt cuộc tên gì, họ gì không ai biết. Trong truyện ký Đại Tạng Kinh đều không có ghi chép, người nào cũng không ghi chép. Chỉ biết đương thời ở một dãy Phụng Hóa thường đeo một túi vải lớn đi hóa duyên. Người ta cúng dường ngày thứ gì thì Ngài bỏ vào trong túi, đeo túi sau lưng cười rồi đi. Cho nên người ta gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Trong truyện ký chép rằng khi Ngài giảng sanh, tự nói với người khác Ngài là Di Lặc Bồ Tát quá thân tái lai. Sau khi nói xong thì Ngài ngồi rồi quá. Thân phận của Ngài là tự mình bộc lộ, nói xong thì đi. Đó là ví dụ trong Phật giáo chúng ta. Nếu nói mà không đi chắc chắn là giả chứ không phải thật. Vì sao? Nói rồi không đi là bạn lừa người, yêu ngôn hoặc chúng, nhất định là lừa lấy sự cung kính cúng dường của người khác với bạn, sẽ nảy sinh tác dụng mặt trái. Nói rồi ra đi, đó là thật có thể tin tưởng. Cho nên chùa chiền Trung Hoa từ đó về sau tạo tượng Di Lặc Bồ Tát thì tạo tượng của Ngài. Trong truyện ký có chép rằng có người thỉnh giáo với Ngài Phật Pháp là gì, Ngài cũng cười hỉ hả, không nói một câu nào, đặt túi vải xuống đất rồi giang hai tay ra. Người ta hỏi Ngài Phật Pháp là gì,
Người khác hãy nhìn thấy dạng là hiểu phải buông xuống. Buông xuống chính là Phật Pháp. Người ta hỏi nữa, sau khi buông xuống phải làm sao? Ngài lượm túi vải lên đeo lên lưng rồi đi, cũng không ngó lại. Đều là ý nghĩa rất sâu. Sau khi buông xuống thì nhấc lên. Nhấc lên là gì? Chúng sanh. Buông xuống là gì? Chính mình. Các vị nghĩ ý nghĩa này xem, hoàn toàn dùng hình tướng để biểu thị Phật Pháp chân chánh là buông xuống được dạng duyên. Thế giới thân tâm tất cả buông xuống thì bạn được thanh tịnh. Chính là điều phần trước chúng ta đã nói. Thanh Lương Đại Sư chú giải: vô chánh vô tà gọi là chánh, vô niệm vô bất niệm gọi là chân niệm. Cuối cùng tổng kết cho chúng ta rằng, chư niệm bất sanh, chánh niệm phương sanh. Dạng duyên buông xuống thì chánh niệm sanh. Tại sao? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống rồi. Trí tuệ bát nhã trong tự tánh là chánh niệm. Trí tuệ bát nhã bèn hiện tiền. Sau khi hiện tiền thì sao? Sau khi hiện tiền phải trợ giúp tất cả chúng sanh. Dụng tâm của mình, dụng thân của mình, dụng khẩu của mình. Sống trong thế gian này vì ai? Vì chúng sanh, không phải vì mình. Mình không có việc gì. Di Lặc Bồ Tát dạy cho chúng ta điều như thế: phổ vũ vô biên hoan hỷ pháp. Cổ đại đức nêu hai câu tán ngữ: sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng. Thành trong thành tựu, Ngài đại biểu cho điều này. Cho nên vào cửa Phật, chúng ta học điều gì? Sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng. Vào được cửa Phật thì hoan hỷ. Trong cửa Phật, bất luận là người nào đều nhất loạt đối đãi bằng tâm bình đẳng. Đạo tràng đó sao không hưng dưỡng được? Chúng ta ngày nay đến đạo tràng để dụng tâm gì? Tâm phân biệt, tâm chấp trước. Thấy điều này hoan hỷ, thấy điều kia chán ghét. Đó không phải là thần đạo tràng, đó không phải hộ pháp, đó là đến phá hoại Phật Pháp, phá hoại đạo tràng. Các vị nghĩ xem có đúng không? Chúng ta đến đạo tràng để làm gì chứ? Mọi người nhất định sẽ nói: tôi đến tu hành. Tu hành gì? Tu phân biệt, tu chấp trước. Tu điều này thuận mắt, điều kia chán ghét. Về nhà mang theo một bụng phiền não về. Làm điều này thôi đấy, sai hoàn toàn, sai quá trớn luôn rồi. Phật không phải dạy chúng ta như thế. Cho nên Vũ Bảo Bồ Tát,
Ngài với Di Lặc Bồ Tát hướng dẫn là một phương hướng, một nguyên tắc. Chúng ta ở đây học hiểu, đó là lên lớp ở đạo tràng. Sau khi học hiểu thì bất cứ trường hợp nào, trong gia đình, trong hội họp, trong đoàn thể, trong xã hội này, hoặc giả bạn đi du lịch nước ngoài, bất luận ở nơi nào, bất luận đối đãi người như thế nào, người các quốc gia khác nhau, người các tộc quần khác nhau, người tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, một khối hoan hỷ, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm hoan hỷ đãi người. Người thấy thái độ thành khẩn này hoan hỷ, người ta có ấn tượng tốt với bạn. Như vậy mới có thể sống chung hòa thuận, nhất định tôn trọng lẫn nhau, kính mến lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Bạn mới thật sự hỗ trì xã hội an định, bạn mới hỗ trì thế giới hòa bình. Do vậy các vị đồng tu, bạn không thể không biết, vợ chồng không thể cãi cọ, vợ chồng cãi nhau trời, trời nghiêng đất ngã là cãi văng luôn hòa bình thế giới, văng luôn xã hội an định. Tội của bạn có lớn không? Người không học Phật không hiểu, còn người học Phật phải hiểu. Người học Phật trong 26 thời chẳng sanh lòng hoan hỷ. Tôi nói họ không hề học Phật. Nếu họ thật sự học Phật thì mọi lúc mọi nơi, bất luận gặp người nào, nhất định chắp tay mặt mày tươi cười, chắc chắn là tôn kính tôn trọng, bằng chân thành, chắc chắn là khiêm ti mình. Chắc chắn là phương tiện với người. Cho dù ở trong tình cảnh rất bất đắc dĩ, không thể mở môn phương tiện, cũng phải hoan hỷ đối với đối phương. Đó mới là đúng. Cho nên hộ pháp không thể không có trí tuệ, không thể không có phương tiện. Phương tiện này là quyền trí, cũng tức là trí tuệ chân thật làm trọn trong sự tướng, thì gọi là phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi, chính là thái độ vô cùng thích hợp, phương thức vô cùng thích hợp. Chắc chắn làm chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải chỉ có hai câu: biện tài vũ pháp, xứng căn cố hỷ. Biện tài ấy là ứng dụng trong đời sống thường ngày. Biện tài đến từ đâu? Biện tài là đến từ trí tuệ. Trí tuệ đến từ đâu? Trí tuệ là đến từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Tâm địa chân thành, tâm địa thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền thì học thứ gì cũng đều học nhanh lắm, hễ nghe là hiểu, hễ thấy là biết. Đặc biệt là không có tư tâm, ta vì xã hội, vì chúng sanh, vì chánh pháp. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tự nhiên sẽ được tam bảo gia trì, ngầm hay rõ.
ngầm là ngài giá trị mà chính bạn không cảm giác được. Rõ là vô cùng lộ rõ, mình cảm giác được Phật giá trị ta. Trước đây tôi ngốc nghếch lắm, bây giờ sao bỗng thông minh rồi? Tam bảo giá trị, tại sao giá trị bạn? Tâm của bạn chân thành, tâm của bạn thuần chánh, bạn hoàn toàn tương đồng với tâm nguyện của Phật Bồ Tát. Bạn và Phật Bồ Tát là cùng một nguyện vọng, lợi ích tất cả chúng sanh, chỉ mong sao chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Chúng ta cũng là tâm này, cũng là chuyện này, hoàn toàn tương đồng với tâm nguyện của Phật. Phật Bồ Tát sao không chiếu cố bạn chứ? Cho nên chướng ngại lớn nhất là tự tư tự lợi. Người có ý nghĩ này thì không thấy Phật Bồ Tát. Cũng có người đến gia trì bạn, những người nào yêu ma quỷ quái. Thế gian bây giờ là thế gian của ma. Bạn quan sát cho kỹ đi. Từ nhỏ đến lớn, có người nào không có lòng lừa gạt người khác? Có người nào không có lòng muốn chiếm tiện nghi của người khác? Có người nào không có lòng muốn khống chế mọi người, mọi sự, mọi vật bên ngoài? Chỉ cần có tâm này tức là ma. Tại sao là ma? Hành hạ tâm tánh của mình. Chân tâm của chúng ta, bổn tánh của chúng ta chịu hành hạ thì không thể hiện tiền. Ma là ý này, hành hạ, chướng ngại chân tâm chân tánh của mình. Trí tuệ đức năng tướng hảo vốn đủ trong bổn tánh của mình, hết thảy không thể hiện tiền, đó gọi là ma. Người học Phật nói lời thực tại là không thể không có năng lực phân biệt. Bạn chỉ cần có năng lực phân biệt thì bạn sẽ không bị ma phỉnh lừa, ở cùng ma không bị sao hết, sẽ không bị nó hành hạ. Bạn không chịu sự hành hạ của nó thì bạn có năng lực ảnh hưởng nó, giúp đỡ nó quay đầu là bờ. Một niệm mê gọi là ma, một niệm giác thì ma thành Phật. Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là gì? Là giúp đỡ ma quay đầu làm Phật. Không thể nói yêu ma quỷ quái không tốt, chúng ta làm sao tiêu diệt nó đi, đó là sai lầm, ấy là tà tri tà kiến, ấy không phải là Phật Bồ Tát, không phải là từ bi. Nên kết thành một khối với yêu ma quỷ quái, ở trong đó giúp nó quay đầu là bờ. Có thể cùng ẩn mình ngang hàng với họ. Chờ đến ngày giờ thì kết quả khác nhau. Người học Phật chúng ta tiền đồ ngày càng sáng sủa, ngày càng mỹ mãn. Tiền đồ của họ là ngày càng ảm đạm. Khi ấy họ sẽ bắt đầu giác ngộ, họ sẽ thỉnh giáo với bạn: bạn tu thế nào? Họ đến thỉnh giáo bạn, bạn có thể dạy họ.
Chúng ta dùng công tác gì để dạy họ, để cảm hóa họ, cho ngấm ngầm thay đổi? Vô biên hoan hỷ pháp, vô biên hoan hỷ là quả, pháp là nhân. Tại sao bạn hoan hỷ đến thế? Vì sao những ngày bạn sống vui vẻ đến thế? Tại sao tôi sống khổ quá vậy? Tôi không phải không có địa vị, không phải không có tiền. Địa vị tôi cao hơn bạn, tài sản tôi cao hơn bạn. Tại sao tôi làm gian khổ vậy, còn bạn vui vẻ thì? Họ sẽ thỉnh giáo với bạn. Duyên này thành thuộc rồi đấy. Cơ hội độ hóa đến rồi. Bạn dạy họ, họ còn chưa gặp đầy đọa, chưa gặp khó khăn, thì họ còn mê trong đó. Khi ấy cơ duyên không thành thuộc. Bồ Tát phải có lòng nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi họ chịu khổ chịu nạn. Sau khi chịu đầy đọa trọng đại, thì khi ấy họ nghe mới lọt tai, họ mới thật sự có so sánh. Đúng vậy, địa vị của tôi cao hơn bạn, bạn không bằng tôi. Tài sản của tôi nhiều hơn bạn, bạn không bằng tôi. Khi cơn đầy đọa đến, bạn vẫn vui vẻ thế, hạnh phúc thế. Họ sẽ không thỉnh giáo với bạn sao? Khi ấy phải đem hoan hỷ pháp dạy cho họ. Quan trọng nhất, cạn rõ nhất trong hoan hỷ pháp là nhân duyên quả báo. Bạn có thể bảo họ địa vị của bạn, tài sản của bạn, không phải một đời này bạn dùng bản lĩnh gì, dùng trí tuệ thông minh của bạn, một số phương pháp khôn khéo của bạn mà đạt được, không phải số của bạn có, đời trước bạn tu. Hơn nữa có thể nói với họ, đời trước bạn tu rất nhiều, sự hưởng thụ một đời này bạn chịu giảm một nửa. Vì sao? Vì phương pháp mà bạn dùng không chính xác. Tâm của bạn không chân thành, thủ đoạn sai lầm, trong lòng mưu toan tổn người lợi mình, phước báo của bạn hao tổn. Tôi nói giảm một nửa với bạn là còn nương với bạn đấy. Thực tế có thể giảm 2-3/4 rồi. Hay nói cách khác, trong số mạng của bạn có phước báo 100%, cả đời này bạn có thể hưởng thụ cũng chẳng qua là 20-30% mà thôi. Bị chiết giảm 70% rồi. Bạn nói bạn đáng thương lắm chứ. Họ ngày thường nghe lời ấy thì nghe không lọt, khi đắc ý thì nghe không vào đâu. Lúc thất ý rồi mới nghe thì họ sẽ suy ngẫm thật tốt. Nghĩ thông rồi, thật sự làm sai rồi. Thì như nói bạn làm được người lãnh đạo quốc gia, đó là địa vị lên cao tột đỉnh rồi. Nếu bạn có thể làm được như pháp thì bạn có phước báo. Phước báo của bạn có thể truyền lại nhiều đời. Thời đại dân chủ cũng như nhau. Con của bạn tranh cử cũng sẽ làm tổng thống, cháu đi tranh cử cũng sẽ làm tổng thống. Bạn cũng có thể truyền rất nhiều đời. Nếu bạn làm chẳng như pháp, đầu đầu cũng lo đến danh văn lợi dưỡng của mình, dối gạt dân bầu, thì có thể bạn tuyển cử ra một đợt 4 năm, sau 4 năm làm xong không được tuyển cử nữa.
Trong mạng của bạn có thể là làm rất nhiều năm, có thể truyền rất nhiều đời, nhưng phước báo bạn bị hao tổn rồi. Đó đều là sự thật. Có lý luận, có sự thật. Người thế gian mê hoặc, họ không hiểu. Bạn ở trên ngôi cao để làm gì? Vì chúng sanh phục vụ. Đó là vô lượng công đức. Bạn không biết, không liễu giải chân tướng sự thật, cho là để hưởng phước. Hưởng phước ấy mấy ngày là hưởng xong. Bạn phải hiểu, nhiều đời nhiều kiếp tích công lụy đức mới có thể tu được. Mấy ngày là hưởng hết. Bạn vì họ phân tích những đạo lý này, thuyết minh những sự thật xưa nay trong ngoài. Họ nghe rồi giác ngộ, quay đầu. Quay đầu là bờ. Bộ thị pháp hoan hỷ. Người thật sự học Phật rõ lý thì trong thế suốt thế gian không có gì khác, chính là nhân duyên quả báo. Cho nên phải khuyên người trồng thiện nhân được thiện quả, chắc chắn không thể dối người. Dối người chắc chắn là dối mình. Lợi người chắc chắn là lợi mình. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.